Chào mừng tất cả quý vị cô bác, anh chị đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát. Và lời nói đầu tiên thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hành thông. Quý vị thân mến, tuổi Hợi là người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy mà những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng vô cùng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình thì những người tuổi Hợi này đã sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Trong tháng 8 âm lịch, họ có những thành tựu vượt bậc về tài lộc và công danh sự nghiệp. Quý vị hãy luôn giữ được tinh thần thoải mái, vui vẻ trong công việc và nhiệt tình trợ giúp đồng nghiệp sẽ giúp cho bầu không khí tại nơi làm việc trở nên hài hòa hơn và tác động tích cực tới hiệu quả công việc của bạn. Vậy thì trong tháng 8 âm lịch này, thành công của những người tuổi Kỷ Hợi rực rỡ như thế nào mà khiến cho hầu hết các con giáp khác phải ghen tị? Không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn, ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 là người khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng, cân nhắc, suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Người tuổi Kỷ Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp, họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình đối với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh. Đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió thăng trầm. Người này trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm, chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác, là mẫu người ngay thẳng chính trực, không hay lo chuyện bao đồng và đôi khi tỏ ra lạnh lùng. Xem tử vi tuổi Kỷ Hợi tháng 8 năm 2022, do đã có tuổi nên sức khỏe của quý vị gia chủ không còn được tốt như trước, nên chú ý đến các căn bệnh tuổi già, bệnh tật lâu khỏi, vì thế cũng phải chi tiêu vào thuốc thang nhiều. Thêm nữa, gia đạo tháng này không tốt, có chuyện buồn đưa tới. Xét về thiên can, Kỷ âm thổ gặp Kỷ âm thổ nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, gia chủ tuổi Kỷ Hợi cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành triển khai. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt, dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng này, chuyện làm ăn công việc kinh doanh của gia chủ gặp nhiều trở ngại. Dù là đã về hưu, vẫn đang tất bật làm việc. Mưu sự khó thành, bại khí lấn át, hành sự phải thật tỉnh táo và thận trọng. Bản mệnh dễ vướng phải chuyện thị phi, mâu thuẫn, thậm chí còn có kẻ ác ý bôi nhọ danh tiếng. Do đó cần phải chú ý nhiều hơn đến cách hành xử. Trước khi nói hoặc làm việc gì, cân nhắc cẩn thận, không nên nóng nảy, hành xử một cách bộc phát. Gia chủ cũng không nên quá cứng đầu, buộc người khác phải nghe theo ý của mình. Hãy có cái nhìn cởi mở đa chiều hơn về mọi việc, từ đó mới có thể tháo gỡ những khó khăn hay rắc rối đang gặp phải. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Kỷ Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này tình hình tài chính về cơ bản không có gì biến động quá lớn, song người tuổi này cần phải giữ chặt túi tiền của mình, không dễ dàng tin theo lời người ngoài, kẻo dễ bị lừa gạt. Khi có người muốn vay mượn, bản mệnh cần cân nhắc đối tượng, không nên cho vay một cách quá dễ dàng, nếu không bạn dễ bị lừa đảo, vừa mất tiền vừa mất quan hệ. Trong tháng này cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Kỷ Hợi, nếu không biết cân đo đong đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại ra đi. Có kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng.
Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc sống sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của những người sinh năm 1959. Gia chủ cần tập thói quen buông bỏ gánh nặng, chớ để cảm xúc chi phối hành động. Khi gặp phải vấn đề, bản mệnh có thể nhờ đến sự giúp đỡ và chia sẻ của con cái cũng như nửa kia, chớ nên ôm mọi chuyện vào lòng. Các quý vị gia chủ kỷ hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ tuổi kỷ hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Các mối quan hệ tình cảm xã giao của những người tuổi kỷ hợi không lý tưởng, nhiều mâu thuẫn và lắm thị phi vạ miệng. Nguyên nhân có thể do bản tính nóng nảy, bảo thủ của chính gia chủ. Dù sao thì bản mệnh cũng đã là người có tuổi, tốt nhất nên cố gắng giữ trạng thái tâm lý ổn định, chớ nên quá kích động, dễ dẫn đến những tai biến bất ngờ. Trong gia đình, người tuổi này không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện của con cháu. Có những chuyện bản mệnh nên nghĩ thoáng ra thì việc gì cũng dễ giải quyết hơn nhiều. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 8 năm 2022, kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn tam hợp sửu và tỵ thành kim cục, xung mão hình Dậu, hại tuất, phá tí và tuyệt dần. Đối với những người tuổi kỷ hợi, trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 8 năm 2022, tức ngày 1 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp đinh tỵ, có nạp âm sai trung thổ. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 8 năm 2022, tức ngày 13 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp kỷ tỵ, có nạp âm đại lâm mộc. Ngày âm lịch, ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp tân tỵ, có nạp âm bạch lạp kim. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi kỷ hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Các ngày tốt đối với những người tuổi kỷ hợi trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 8 năm 2022, tức ngày 29 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Giáp Dần, có nạp âm Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 8 năm 2022, tức ngày 10 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Bính Dần, có nạp âm Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 8 năm 2022, tức ngày 22 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Dần, có nạp âm Thành Đầu Thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi tuổi kỷ hợi trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp cho tất cả quý vị có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 8 âm lịch với rất nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên trưởng thành hơn với rất nhiều những kinh nghiệm và trải nghiệm. Vậy nên quý vị cũng đừng bi quan vào cuộc sống này mà hãy vững bước tiến lên hoàn thành sứ mệnh của mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung lần sau được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Và trước khi rời đi, quý vị đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để có thể trở thành người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin mến chào và hẹn gặp lại!